Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra trong 3 ngày từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Dịp này, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về những thành tựu nổi bật của tỉnh qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, cũng như định hướng phát triển trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. À, xin đồng chí Bí thư tỉnh ủy đánh giá một cách khái quát về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 của Đảng bộ tỉnh được triển khai trong cái bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều cái diễn biến phức tạp, thời cơ thuận lợi đang xen với khó khăn thách thức. Đặc biệt là trong năm 2020 thì còn bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tỉnh nhà đã đạt được những cái thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. À về kinh tế thì tỉnh ta đã đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, khoảng 7,2% một năm tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn bình quân đồ người đạt hơn 3.100 đô la Mỹ cao hơn mức bình quân chung của cả nước kinh tế thì tiếp tục chuyển dịch theo hướng là tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ công nghiệp là lĩnh vực đóng góp quan trọng nhất vào tăng trưởng đã hình thành được một số ngành công nghiệp phụ trợ và phát triển mạnh công nghiệp điện mặt trời tỉnh cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi sản xuất chuyển đổi cơ cấu lĩnh vực cây trồng À, vật nuôi nhằm gia tăng giá trị của ngành. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Thu hút các nhà đầu tư nông nghiệp lớn tạo ra động lực dẫn dắt sự phát triển ngành nông nghiệp theo hướng là gắn kết với thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất. Chương trình xây dựng nông thôn mới à, thu hút và huy động được sự tham gia của xã hội. Đã có 45 trên 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành đã hoàn thành xây dựng xây dựng nông thôn mới. À, về các lĩnh vực phát triển à, dịch vụ thì phát triển mạnh mẽ và đáp ứng tốt cái yêu cầu sản xuất sinh hoạt của người dân hệ thống bán lẻ hiện đại hình thành ở tất cả các huyện thị thành trong tỉnh đặc biệt là tỉnh đã quan tâm khai thác tiềm năng về du lịch tập trung thu hút đầu tư cho khu du lịch núi bà liên kết hợp tác vùng để tạo động lực lan tỏa đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh lượng khách và doanh thu du lịch tăng bình quân 15% một năm à, thu hút đầu tư cũng đạt kết quả rất tích cực đưa Tây Ninh vào nhóm các tỉnh có thu hút đầu tư trong và ngoài nước ở mức cao. Đặc biệt là tỉnh đã thu hút được các nhà đầu tư lớn đến nghiên cứu, tìm hiểu và đăng ký triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn. trong nhiệm kỳ vừa qua, thì tốc độ thu ngân sách bình quân của tỉnh đạt 9,9% một năm, cao hơn bình quân của nghị quyết đề ra. Và năm 2020, thì quy mô thu ngân sách đạt gần 10.000 tỷ đồng. tỉnh đã quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường trọng yếu, các tuyến kết nối vùng để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh và cũng đang khẩn trương triển khai dự án đưa nước vượt sông vào cỏ để tưới cho hàng chục nghìn hecta của hai huyện châu thành và bến cầu à, trên lĩnh vực văn hóa xã hội thì tỉnh vừa quan tâm đầu tư đảm bảo các dịch vụ về giáo dục y tế cơ bản đồng thời từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ để mạnh xã hội hóa thu hút đầu tư tư nhân để cung cấp dịch vụ đa dạng và chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu của nhân dân quan tâm củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa thể thao và thực hiện tốt các, các chính sách cho người có công, chính sách an sinh xã hội nhằm đem lại đời sống vật chất tinh thần tốt hơn cho nhân dân. À, trên địa bàn tỉnh thì tỷ tỉ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1% và không còn hộ nghèo chuẩn trung ương và tây Ninh là một trong các tỉnh có tỷ tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. À, công tác quốc phòng an ninh được quan tâm thường xuyên, an ninh chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hoạt động đối ngoại được quan tâm triển khai chủ động, hiệu quả, nhất là phục vụ cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh, thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa. Về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ toàn diện, năng lực lãnh đạo điều hành của cấp quỹ chính quyền được củng cố, nâng lên. Đáng chú ý là việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn đảng và chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, thiết thực, sáng tạo. Công tác tư tưởng chính trị thì được tăng cường. Tổ chức biên chế bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý, đảm bảo chất lượng và tính kế thừa đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và đã vượt cái chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề lần thứ 10 đề ra. À, thưa đồng chí cho biết những cái trọng tâm à, phát triển trong nhiệm kỳ à, đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 tới. À, trên cơ sở phát huy những cái thành tựu đạt được, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua thì dự thảo văn kiện trình đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu là phấn đấu đến năm 2025 à, tốc độ tăng trưởng kinh tế và GDP bình quân đầu người của tỉnh Tây Ninh là cao hơn mức bình quân chung của cả nước và đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển khá của vùng Đông Nam Bộ. Đây là các mục tiêu có tính thức rất là cao. Và để thực hiện thành công các cái mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới, tỉnh dự kiến các cái nhiệm vụ giải pháp cơ bản là phải tập trung củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp quỹ và năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực để đáp ứng được yêu cầu rất cao của quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. À, trong cái bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức của giai đoạn sắp tới. À, trong đó thì chú trọng về đổi mới tư duy, phong cách tác phong và nâng cao cái năng lực công tác để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, đầu tư phát triển kinh tế và đời sống. À, tăng cường cái khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy cái khát vọng vươn lên, tạo sự đồng thuận thống nhất và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của tỉnh. À, tiếp tục khai thác tối đa các cái tiềm năng lợi thế, huy động nguồn lực tạo động lực mới để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững, duy trì nhịp độ tăng trưởng, gia tăng cái quy mô, năng lực sức cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động, à, tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn bốn cái đột phá phát triển của tỉnh về nông nghiệp, du lịch, hạ tầng và nhân lực thể chế, à, chú trọng cái liên kết vùng để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của tỉnh, chú trọng phát triển về hạ tầng giao thông kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận và mở ra các cái hành lang phát triển về công nghiệp dịch vụ đô thị mới nghiên cứu đề xuất để có động lực mới khai thác hiệu quả hơn khu kinh tế cửa khẩu một bài đẩy mạnh cải cách hành chính chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao cái năng suất hiệu quả kinh tế xã hội ở trên địa bàn cùng với quá trình phát triển về kinh tế sẽ tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu về tiến bộ và công bằng xã hội đảm bảo phát triển bền vững nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và thường xuyên quan tâm thực hiện tốt cái công tác quốc phòng an ninh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và tăng cường giao lưu văn hóa. Xin cảm ơn đồng chí.